US Customs and Border Protection Baggage Claim. Mình đi ra khu để hành lý. Yes, thank you. Và bây giờ mình sẽ đi xuống. Ở khu phía trong đây là khu mà chuẩn bị mà mình đi. Ở phía trên đây là khu đi. Phía trước Tom Bailey. Bradley. Hey. Cuối cùng thì mình cũng đã tới phía trường Lodge. Thì khi ở khu vực này thì mình sẽ chia làm hai nơi, khu để declare. À quên, Nga cần đi tìm một cái chỗ này. À, trước khi mà mình vô khu mà khai báo hải quan á, thì mình cũng đi vô khu vệ sinh trước. Cuối cùng thì mình cũng đã đến được phi trường của Tom Bailey. Bây giờ mình vô mình check in. Citizen ID nên mình phải vô cái hình của citizen. Mình citizen. À, khi mình không phải là citizen thì mình sẽ vô cái line của non-citizen, có nghĩa không phải công dân. Và yes, đây các anh chị sẽ thấy cái bảng non-citizen này ha. Mọi người sẽ đi vô đây và mọi người sẽ đến cái máy hello miss, và mọi người sẽ đến cái máy đằng trên đây. Hello, hello visitor. Yes, yeah. Và mọi người đến thank you miss, và mọi người sẽ đến cái máy đây, machine này, để mà mình khai báo. Mình sẽ scan mọi cái thông tin của cái mark, cái passport mình ở đây và được chụp hình ha. Bây giờ Nga đến đây Nga làm thủ tục. Yes. À, và cái bảng này nó có những cái bảng như thế này, và mọi người sẽ bỏ cái passport vào, có rất nhiều ngôn ngữ. À, mình sẽ chọn tiếng Việt. Ồ, bữa nay có tiếng Việt luôn. Rồi, và các anh chị và các bạn trả lời các câu hỏi sau đây. À, vui lòng trả lời cho các thành viên gia đình có đi. Vui lòng trả lời câu hỏi dưới này thay mặt cho các thành viên trong một gia đình sống chung và có liên hệ huyết thống hôn nhân. Làm sao? Vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây thay mặt cho các thành viên trong một gia đình sống chung một nhà và có liên hệ với nhau huyết thống hôn nhân, sống chung hoặc nhận làm con nuôi. Liệu tôi có bất cứ hàng hóa thương mại nào không? Liệu tôi có đang vận chuyển tiền tệ, vận chuyển tiền tệ, công cụ tiền tệ hoặc là giá trị khác không? À, đây là một cái tờ bản khai mà giống như cái tờ khai trên sân bay máy bay thôi. Tôi có mặt hàng để kê khai. Tôi đã mua ở các nước ngoài lân cận miễn thuế, dân cư Hoa Kỳ thời miễn thuế có giá trị thành viên trên phi đoàn năm không. Rồi liệu tôi có bất kỳ loại hoa quả, cây hạt, thực phẩm sâu bọ, sản phẩm từ thịt bơ động vật hoang dã, các tác nhân truyền bệnh, tế bào gây ốc, nuôi cấy ốc sên đất, hoặc quý vị có đến thăm một trang trại chăn nuôi ngoài đồng cỏ Mỹ không? Liệu tôi có tiếp xúc hay đụng chạm bên ngoài Hoa Kỳ không? Không. Rồi, chọn một trong những câu hỏi sau đây: có hộ chiếu Canada hoặc Hoa Kỳ? Có.
Người ta hỏi có hộ chiếu Canada hoặc Hoa Kỳ, chương trình miễn thị thực ESTA, thẻ thường trú nhân hợp pháp ở Hoa Kỳ, thẻ xanh, thị thực thương mại B1, B2. À, mình đi ngày. Rồi. Vui lòng chữ chắc quá cảnh ốp xuống máy. Người sử dụng kiểm tra nhờ. Bây giờ mình sẽ scan một số cái này. Mình sẽ scan. Ok. Mình để cái mặt của visa để mà scan nhé. Yes, thank you, miss. Okay. Next. Nice. Yeah. Yes. So fingers together. Okay. Sau đó các anh chị và các bạn bỏ cái ngón tay mình xuống để mà scan. Rồi, xong rồi mình sẽ được chụp hình. Rồi tính ra nha. Rồi đã chụp xong, chụp mình xong mình bấm nút tiếp. Quý vị có đang đi du lịch với thành viên khác trong gia đình của mình không? Mình đi một mình thì mình bấm không. Quý vị có xác nhận rằng tất cả thông tin cung cấp người đúng chính xác không? Có. Vui lòng xác nhận. Dạ. Vui lòng. Yes, I will. Vui lòng xác nhận chuyến bay đến Hoa Kỳ của quý vị. À, mình đi chuyến CZ 3734. Ủa. Yes, that's right. Yes. Đúng. Sau đó thì mình sẽ được in một cái tờ giấy và các anh chị sẽ dùng tờ giấy này để là đi. Thế là xong quá trình sau khi khai ở hải quan xong thì các anh chị và các bạn sẽ get line và chuẩn bị để mà vô hải quan, người ta sẽ đóng dấu cho nhập cảnh và mọi người phải chờ bên này chuyến bay tương đối tạm thời thì mình sẽ không đi. Thế là xong, sau khi mà Nga đã khai báo ở hải quan, bây giờ mình đi xuống thì trong quá trình mà họ đóng dấu cho các anh chị á, thì họ sẽ hỏi những cái câu như đại loại có thể họ sẽ hỏi như là bạn đến đây từ đâu đến, rồi bạn đi mang nhiêu tiền và ở bao lâu, rồi thế là họ đóng dấu cho các anh chị đi vào. Và thông thường thì mình sẽ được đóng dấu tầm khoảng ở là 6 tháng, nhưng mình chỉ có ở nên đúng giống như cái DS-160 các anh chị xin. Vì như thế mới được hợp thức hóa. Và bây giờ mình sẽ đi lấy hành lý. Hành lý thì các anh chị là cái trial này. Cái này thì ở trong đây thì là hoàn toàn free. Nhưng khi các chị, anh chị và các bạn từ ngoài đi vô thì nó không có free. Và mình phải trả tiền. Đây là những cái hàng. Và bây giờ mình sẽ bỏ giấy tờ mình lên. Và Nga đã lấy hành lý xong, bây giờ mình Nga sẽ đi ra phía ngoài. Thì thông thường đi ra phía ngoài thì họ sẽ có thể là họ sẽ kêu cái mọi người quét hành lý của mình và kiểm tra một lần nữa. Nhưng cũng có những trường hợp họ sẽ cho mình đi ra luôn, tùy theo trường hợp mà mình đi ha, và phải theo sự chỉ dẫn của an ninh ở đây. Hôm nay giờ này thì cái nhiệt độ của người ta đi cũng rất là đông. Yes. Mình phải đi qua lane của yes. Và mình sẽ đi ra.
Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi, gần 9 giờ tối tại Lod. Nếu mà hành lý của mình ok thì mình sẽ đi thẳng ra ngoài luôn, ngay chỗ exit control. Còn nếu mà không ok thì mình sẽ đi quẹo phía bên tay phải mà vô quét hành lý. Và mọi người sẽ nộp cái tờ giấy hồi mà in á, giống như tờ giấy này nè, hồi nãy nó in. Thì mọi người sẽ nộp cái tờ giấy này vô ha. Thôi bây giờ là stop nha. Nhà mang trong đó có những cái thức ăn, và họ muốn kiểm tra chắc chắn là những thức ăn mình đi có bị mang những đồ cấm hay không. Và những món mà cấm đa số là những món liên quan đến bánh thịt, rồi hạt trái cây này kia thì là món cấm. Còn những món mà thông thường không nằm trong cấm của họ thì không có sao hết cả. Chuẩn bị mình đang xếp hàng để mình khiêng đi quét hành lý một lần nữa. Wow, sau khi mình bị quét mình bị dính một cái thùng như vậy thì kiểm tra coi là mình có mang cái đồ gì không hợp pháp hay không. Ây da, đường đi lên hơi bị dốc. Ok, đến nơi. Oh, nice.